Thì khoảng 6 năm thì trọng lượng của em nó tới 170 kg. 170 kg. Gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước, và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt. Em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Dạ thích. Thích hả? Dạ. Chắc em thích một người giống như anh. Mời nhà trai. Xin chào. Trời ơi, hoành tráng quá. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thần tượng của em. Chào bạn gái bên kia. Em rung quá. Rung gì? Thoải mái lên nào. Em là Đinh Kim Trí, sinh năm 1984, 38 tuổi. Hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9, mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây nè. Cân nặng quá khó chịu mà. Giảm hoài không được. Càng giảm nó càng lên, không hiểu sao. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. Anh Quyền Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm. Năm nay em 34 tuổi. Sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là với sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170 kg. Trọng lượng của em nó tới 170 kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu nổi Trí? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á, để em làm một cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời ơi, vậy quá dữ rồi. Xuất sắc luôn. Nể phục luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Thì em trải qua mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ. Bao nhiêu năm thì đổ vỡ? 4 năm anh. 4 năm? Dạ. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Nhiều khi mập quá có con cũng khó. Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170 kg lết không à. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Dạ được rồi. Mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng mộ về nghị lực của bạn này. Đó. Chị. Dạ. Hay quá. Rồi 170 kg rồi chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị hãy xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170 kg ạ. Tăng tăng. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Tổng các đợt siết xả giữ thì khoảng 2 năm. Siết xả giữ là sao? Tức là nó không liên tục anh. À. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu.
ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhìn ăn đó hả? Không, nó cũng là một phần ăn kiêng. Giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt, không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Biết cái nghị lực đó rồi. Bản lĩnh đàn ông không có, mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông, đúng không? Hay quá. Em xin được thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh nha. Tôi qua thăm nhà gái coi sao. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước, và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt. Em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? Em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài đâu quá. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì chẳng gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó... Dạ đúng rồi. Nhanh lắm đúng không? Dạ đúng. Như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, coi như anh đã lỡ một con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống. Ý chí có rồi đó, thấy không? Dạ. Nên đây là... Rồi, ok. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi đó, mình mong muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá à. Bây giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu, mong muốn một cái người yêu, một người chồng tương lai của mình như thế nào? Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một người giống như anh. Đó là một người đàn ông của gia đình, em thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mập rồi đó nha. Tôi nhịn 3 ngày tôi không ăn, tôi húp cháo không. Ngày thứ 4 tôi ăn 3 con gà một lúc. Đau lòng, thiết là đau lòng luôn. Bây giờ thì... Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, coi ý kiến người thân sao. Anh Trí đi với ai? Và hôm nay thì em có mời được top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Dạ, chú chào chương trình. Chào hai MC. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai của mình á, tương lai thôi, như thế trước nào mắt được thì không? Chú thấy là được, nhưng mà cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước đệm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa, thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chương trình. Con gái đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Chị của em á, sau khi mà trải qua mối tình 1 năm á, thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì, cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đơm hoa kết trái. Hai người đã nghe góp ý gia đình rồi, bây giờ mình gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi em. Làm như nhớ hình ảnh ngày xưa. Cho mình thằng bạn của áo bông. Dạ, em cảm ơn anh. À, đây chị cầm giùm cho. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. Trong cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Cảm ơn anh. Hai người 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó, mình coi cái cảm nhận sao nè. Nhìn thôi để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là kiên trì lại từ đầu, vượt khó lần ba. Cái công việc của anh đó, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ, hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng Cát Lái, và khách hàng là những công ty, và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết, không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tầm tương lai của em là làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Lo là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ các lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái tay cái lái tới lấy lui xe gì? Xe tải anh. À, chạy xe tải. Dạ. Bằng lái mà là gì? FC. FC đó. Sáng anh giao, chiều anh về, anh ghé nhà em chở em lên Bình Dương,
Xong cái sáng mai anh chở em xuống về nhà, cái anh chở xuống tra giao hàng. Anh giao hàng cái anh giao em luôn. Hả? Giao đi đâu? Anh giao nhà gái tôi đi đâu? Giao đi đâu ai biết. Tôi nói vậy thôi còn tiện trí giao đi đâu giao chứ. Trời ơi, tự nhiên tính đi giao con gái nhà người ta. Theo anh là vậy đó. Dạ chắc cũng để suy nghĩ. Suy nghĩ đi em. Suy nghĩ. Hai người tiếp tục đi. Dạ sở thích của anh là gì ạ? Sở thích của anh thì chắc có lẽ là ăn kiêng. Tại vì nó đã duy trì hơn 4 năm rồi. Quen rồi ha. Nó quen. Giờ bỏ dạ, tập không được đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì là anh phải ăn theo chế độ riêng của dạ, anh đúng, hả? Đúng, dạ đúng. Rồi lỡ như cưới em về rồi là ăn theo chế độ của anh luôn. À, tại vì chắc em thằng con tép luôn à. Chắc em thằng con tép luôn à. Ai làm vậy? Mạnh không ăn chế độ riêng à? Anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh nấu đồ ăn quanh. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn. Em ăn gì ông ăn đó. Em muốn 170kg không? Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em với anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này rồi. cái này là chị can nha. Bây giờ mà ảnh mà xả ra một cái là ảnh trở về liền dạ, luôn á, tội nghiệp ảnh. Dạ, là ảnh dạ. Ngồi đâu ngồi tại chỗ. Đúng rồi, lúc dạ, đó đúng. Em bỏ anh. Ờ, lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian thì cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thật sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt, còn nếu mà không được thì em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Không, cái này anh xin nói thẳng luôn. Quan điểm tình yêu của anh, một là tất cả, hai là không là gì cả. Một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi. Thì nhà ai nấy ở thôi, đơn giản. Dạ em tôn trọng những quan điểm là vậy đúng dạ, không? Em quan điểm. Rồi, bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Ở nhà thì ở nhà của Daddy đây. Ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Hết rồi đúng không? Dạ, và còn em gái nữa. Em gái nữa. Nếu mà kẹt quá về nhà ở được không? Ok mà. Nhà tất cả đều quan nghênh cái chuyện đó. Và nếu cần thiết thì mua nhà thì cũng có thể là bình thường. Được không? Được, em đảm bảo được. Với cái nghề mà xe tải lương cao lắm đó. Lương cao lắm đó. Lương cao dẫn chương trình luôn. Tôi biết mà, tôi lái xe tôi biết mà. Bằng FC là dữ lắm á. Thấy không? Hà đừng có lo. Lương văn phòng với em hai người cộng lợi khá à. Mua đất đâu thành phố Bình Dương này kia nhanh à. Thậm chí giờ hai chồng làm được. Mua đại chiếc xe tải của mình luôn đi. Cái xe tải của em hả? Ủa vậy hả? Dạ. Chị mua làm gì nữa? Trời ơi ngon. Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái ở đâu cũng được. Cũng được dạ, đúng rồi. Bình Dương khu công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái cho ai về chở đi chơi thôi. Bậy nha. Bậy nha. Cái này thì cản nha. Mệt. Tốn xăng tốn dầu. Mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Ừ. Thôi để rước dâu thôi. Thôi để rước dâu thôi. Cũng hay à. Ờ, rước dâu bằng hay xe à. Tải tôi làm lơ cho. Yeah yeah yeah. Đó không? Ok. Đấy, một cái tương lai mình hoạch định trước rồi đó. Dạ. Rồi giờ hai bạn tính tới chuyện con cái đúng đi rồi. Nhưng mà vụ đó được không? Được. Thử chưa? Em không có thử nhưng em tự tính. Tại chưa? Tại vì bây giờ những cái gì mà người đàn ông làm bình thường được, em làm được. Giờ không có thử, em cũng dám nói thử rồi nữa. Được phải không? Được. Tới ghê đi nào. Khúc này là khúc quan trọng lắm á. Trọng nè. Mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không? Nắm tay nhau. Có thể hát một đoạn bài hát nào đó để đem đến cảm xúc cũng được. Để em hát một câu của bài Ước gì đi. Đúng rồi, nhìn anh ấy hát. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh. Và em chỉ có anh thôi. Được quá chứ. Em cảm ơn chương trình. Hả? Thôi cho em về lại. Em
chịu hết rồi. Chịu hết nổi hả? À, về đây. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Rồi, bây giờ là những cái giây phút mà hai bạn phải cảm nhận lại những cái thời khắc vừa rồi trên sân khấu này. Chúng ta đã nói gì với nhau, chúng ta cảm nhận như thế nào về nhau. Suy nghĩ một lần nữa cho thật là thấu đáo. Và sau đó thì sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, nắm chặt vô. Bao nhiêu lâu chưa nắm tay gái rồi? Chắc phải 2 năm. Mấy năm rồi đó hả? Mấy năm vừa qua toàn là nắm tạ không hả? Dạ đúng giờ rồi. Giờ nắm tay con gái thấy thì sao? Tạ với vô lăng không? Dạ đúng rồi. Tay nó chai hết rồi. Bàn tay chai sần đó, nhưng nó nhiều cảm xúc. Nắm tiếp đi. Nắm chặt vô nắm gì khác nè. Thấy có khác với nắm tạ không? Đúng rồi. Khác. Khác chứ. Dạ khác. Bây giờ nè, lâu rồi chưa không? Thôi là tôi biết xin miễn cho em run quá anh ơi. Bây giờ mà hung không được là chú Linh sẽ nói là mất bản lĩnh đàn ông đó. Cái vụ kia cũng không được đó. Mới dạ, vụ rồi cho em xin hung bạn gái Linh tóc. Dạ. Hung sao mà ta thấy bản lĩnh đàn ông á? Dạ. Hung sao ta nói không có bản lĩnh đàn ông đi. Ngày má. Tóc anh tóc. Ba thấy cười khoái rồi đó. Chuẩn bị có cháu nội nha ba. Chúng ta đã có giây phút nói chuyện thật lòng với nhau rồi. Những gì mình nói mình giữ lấy lời nha. Và vấn đề thực hiện để làm sao chăm sóc cái mối tình này được thăng hoa, nó đơm hoa kết trái, để chúng ta có thể về chung một nhà. Dạ. Để hỗ trợ, chăm sóc, chia sẻ với nhau suốt cả cuộc đời này các bạn nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hãy giữ lấy món quà kỷ niệm, không bao giờ quên nó nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, mời. Nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chỉ cách cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Quốc An, em đến từ vùng đất Hép Hành Đồng, Củ Chi. Em năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. An làm gì An? Hiện tại em là nhân viên kế hoạch vật tư, em làm việc cho nhà máy ô tô chuyên dùng Samco Củ Chi. Bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1992, sinh ra ở Bình Thuận và đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng là nhân viên văn phòng. Em có ưu điểm khuyết điểm gì An?
Dạ, ưu điểm của em á là một người vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ừ. Em thì em không khúc khúc và cũng ghét khúc khúc lắm. Dạo nhạc thì có điểm dừng. Tức là biết sỉnh mới dừng đúng không? Sỉnh đâu quên tiền không? Rồi, còn khuyết điểm. Khuyết điểm của em hiện tại á, em là người nói chung là cũng khúc khá nhút nhát với những người xa lạ. Khuyết điểm thứ hai của em là hay quên á. Mỗi lần mà đi làm về á, bút đồ em hay giặt cái tay áo á, em hay quên rồi cái giặt đồ em. Giặt luôn. Giặt luôn. Thằng em. Chừng nào nó hư cái máy là biết mình nhớ à? Dạ không, khi nào giặt xong mà phơi em thấy nó, sao cái màu này nó đẹp quá. Thôi, mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, gọn gàng, được bạn bè nhận xét là lạc quan, vui vẻ và hoạt bát. Tốt quá. Thì, khuyết điểm của em thì là em cũng ngại trước đám đông, cũng sẽ kiểu nói nhiều với lại người thân, nhưng mà gặp người lạ thì em lại ít nói và rụt rè. Y chang bên kia vậy ta? Y chang, hai người có thể từ từ quen nói nhiều nhau với nhau được ha. Dạ. Em đường tình duyên sao rồi An? Tình duyên của em thì nói chung là cũng dăm ba mối tình, nhưng mà không có mối tình là chính thức á, toàn là thoáng qua không à. Thoáng qua hả? Dạ. Cái vèo và cái xong. Vèo là lâu không, mấy tháng? Có mối thì cũng có một cả năm, có mối thì 2-3 tháng. Em có biết lý do tại sao nó thoáng qua hoài vậy không? Mới quen thì lúc đó em cũng chưa chững chạc nên là ít quan tâm một tí. Rồi bây giờ yêu phải quan tâm nha. Đó là mình nhận ra được cái lỗi của mình là tốt rồi. Mời nhà gái. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình đó xảy ra thời sinh viên, kéo dài 2 năm. Và sau khi ra trường thì hai người tập trung vào công việc, cho nên là dần cảm thấy xa cách và hết duyên. Nhẹ nhàng quá vậy trời. Tình yêu cũng thoáng qua luôn á. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí thế nào? Nói chung là một người có ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Dễ nhìn. Con gái ai cũng dễ nhìn hết trơn, quan trọng mình có nhìn thấy hay không thôi. Em thì thích mỗi người mang tính chất truyền thống hơn. Truyền thống hả? Dạ. Cách ăn mặc thì nó giản dị, nói chuyện gì nhỏ nhẹ. Đúng y chang cô gái bên này luôn. Cô gái bên này là nấu nướng là giỏi nè, nữ công gia chánh giỏi nè. Ăn mặc cũng rất là đơn giản nữa. Mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Dạ, em thì cũng không có mẫu hình lý tưởng cho riêng mình, nhưng mà em thích những người đàn ông mà không hút thuốc, có tính hài hước và em cảm thấy thoải mái khi bên bạn ấy là được. Có thích cao thấp thì như thế nào không? Có hình dung ra được không? Em thích những người có mập mạp một xíu. Chết rồi. Tại vì em thấy mập mạp thì sẽ dễ tính. Chết em rồi. Mập thì khổ em ơi. Mình nó hơi mỏng nè. Rồi, vậy là khỏe lắm à. Cái anh bên này á, rất là cân đối. Ừ. Gương mặt rất là ưa nhìn. Dễ thương mà hài hước đó, nhìn rất là duyên luôn á. Để tôi qua tôi coi cái vụ này nhà gái. Chào mèo vô đi. Không, chào, truyền thống không? Truyền thống. Xinh xắn dễ thương, cười rất là tươi nha. Rõ giờ anh ghét đàn ông gì nhất nè? Ghét đàn ông nói nhiều. Ghét đàn ông nói nhiều. Ghét nói nhiều thôi chứ không có ghét MC đâu, đừng lo. Tôi nói từ sáng tới giờ rồi đó. MC mà không nói là mệt lắm. Đừng ghét anh nha. Dạ. Em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, bên kia không có nói nhiều đâu. Bên kia dễ thương lắm, nói dễ thương, có duyên lắm. Hiền lành lắm. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Chị em đi với em gái với bạn em. Rồi, xin chào nhà gái. Em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh. Thấy nhà trai sao? Dạ, nhìn anh dạ được thấy có không hút thuốc là thấy thích rồi. Những người đang hút thuốc cố gắng bỏ thuốc nha, bởi vì phụ nữ thấy đàn ông không hút thuốc là thích rồi đó. Thấy phù hợp không? Phù hợp với chị em không? Dạ nhìn anh cũng được, chị cứ cho anh cơ hội, hai anh hai chị cứ cho nhau cơ hội đi tìm hiểu sau ạ. Rồi. Dạ trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đồng nghiệp cho công ty, các anh công ty. Dạ. Chào nhà trai ạ. À. Chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Rồi, chào các khán giả trong khán thính phòng. Anh ơi, mình thấy cái cô bạn gái ở bên nhà gái này cũng khá xinh. Giao tiếp mà thấy là rất là chững chạc. Anh cũng hy vọng là hai em là bấm nút cho nhau những cái cơ hội. Được. Cảm ơn tới. Anh. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi, bây giờ hai bên gặp nhau nha. Chuẩn bị. Mở rào. Bắt đầu đi An. Chuẩn bị tinh thần nào. Tấn công. Hai em. Chào anh. Tiến lên.
tiến lên toàn thắng. Anh đến đây anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh thì trong tình yêu anh thích cái tông màu tím nên là hôm nay anh có bó hoa tím tặng dạ, em. Dạ, cảm ơn anh. Còn đây là kẹo chua ngọt em tự làm để tặng anh. Em cũng mong là mình cũng có những cái tình yêu mà ngọt ngào và bên cạnh đó cũng có một chút vị chua để cho nó thú vị. Dạ, em ơn dạ. Ăn thử kẹo coi. Chắc là ngon lắm à. Xí xí nhà không phải nhiều chuyện đâu mà tại thấy có cái thiệp, cái thấy có mấy cái chữ. À. Dạ, mình đưa nhà gái đọc nha nhà trai. Dạ được. Dạ. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi. Vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó. Tối nghĩ sao viết câu đó vậy? Hả? Hay lội đâu trong sách ra? Khai thiệt lấy ở đâu? Em nghĩ ra, em nghĩ ra. Em đã từng đọc ở đâu đó, thoáng qua chắc là để trên mạng xã hội hay đâu đó. Giờ đưa kẹo cho tôi quay qua kia còn có tiếng sét không? Giờ đưa kẹo cho tôi quay qua kia còn có tiếng sét không? Tạm giờ ôm trên ly kẹo hoài vậy? Để đi kẹo đây coi. Ai ăn đâu sợ mất vậy? Em có cảm giác gì khi gặp anh không? Dạ, em còn thấy anh trưởng thành và rất là dễ mến. Em có quan niệm gì về tình yêu hay không? Rất là trùng hợp là anh ghi câu đó. Thật ra là em đang định hỏi anh là anh nghĩ gì về tình yêu sét đánh. Chết và... kìa. Anh nghĩ cái tình yêu sét đánh nó là cái cơ hội để mình để gặp nhau, để tìm hiểu. Nếu mà cảm thấy hợp thì sẽ tiến xa hơn. Thì em thích một tình yêu có sự tìm hiểu với nhau và xem có phù hợp và thích đối phương những cái điểm gì và sau đó là có thể chấp nhận đối phương những cái điểm gì mà không thích thì lúc đó mình sẽ quyết định là có yêu nhau hay không, có bên nhau được lâu dài hay không. Em đánh giá cao về cái sự hài hòa giữa hai người. Nếu sau này mà lập gia đình thì em có dự định gì, ví dụ như em ở đâu? Dạ thường thì con gái sẽ theo trai. Dạ thường thì con gái sẽ theo trai. Con gái thì cái gì, con gái gì? Con gái theo chồng chứ ai nói thường thì con gái theo trai. Tội nghiệp của rung quá. Nếu mà sau này lập gia đình thì em có sợ phải làm dâu hay không? Dạ không, tại vì em nghĩ là thật ra là tình cảm thì sẽ từ hai phía. Nếu như mà em yêu thương và chăm sóc và có đạo hiếu thì em sẽ nhận được những cái đó lại. Dạ. Ổn không? Dạ, đúng rồi. Ở nhà trên đó có vườn tược gì không? Củ chi á? Có, nhà em là có một cái vườn nho nhỏ. À, trồng gì? Dạ. Trồng bưởi. Trồng bưởi. Em đừng có diễn tả được không? Em đừng có diễn tả được không? Cái đó dễ hiểu. Ủa? Con này không hài hước. Nó trồng bưởi được rồi. Dạ. Phải vậy nó mới trồng bưởi. Tôi không biết sao chứ tôi cười suốt ngày à. Bây giờ tôi cười xong mà tôi ăn bưởi nha. Dạ được. Không, diễn tả tôi ăn đi. Bưởi thì nói là không, đừng có nói vậy. Không lẽ nói mời lên ăn bưởi. Bữa nào lên ăn bưởi nha. Dạ. Đừng có ra dấu gì. Đừng có gì. Đem ra là biết rồi, không cần phải ra dấu nha. Rồi bây giờ nè, đây tới đây đây, cặp này dễ thương nè, đó. Chân nắm tay nắm chặt vô. Bây giờ mình nhìn thẳng mắt em gái đi, hát bài nào đó An. Vậy à, anh xin hát một đoạn nhỏ của cái bài hát Đếm Ước của nhạc sĩ Giao Tiên. Thôi, bài cũng độc đáo rồi nha. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, hương vị nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ hầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cày người qua mối mai trầu ca. Bây giờ em suy nghĩ về người đối diện thế nào đó, mình móc ruột móc gan để mình nói cho cô gái đối diện nghe đi. Đến đây em gặp bạn nữ này thì cũng khá là dễ thương, em thấy cũng hợp với cái tính cách của em. Ừ. Có những dịp nào đó thì anh sẽ mời em về quê anh tham quan và hái trái cây.
Rồi. Cảm ơn anh. Về vị trí đi các bạn. Chúng ta phải đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ của mình, bằng chính con tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm đang tay thì cho đẹp nè. Đó. Đó, nắm vậy thấy nó tình cảm hơn nhiều ha. Thấy sao? Dạ, thấy cực ấm. Giờ không cái nắm nữa nè. Danh hôn má. Đó trời ơi. Không tưởng đâu gì không làm cái rột. Rồi bây giờ